rau hôm nay là 1 cây, 2 cây. 2 cây bạch ngọc và 1 cây. 1 cây bạch ngọc và đại địch pha trầm. Với 1 cây bạch ngọc con trầm. Đây là lam đồng sáu mèo anh em nhé. Lam sáu mèo bên mình thì mình đặt của Trung Quốc, cắt theo kích thước của Việt Nam thì nó hội tụ được tất cả những cái ưu điểm của lam Việt và lam Tàu. Đó là gì? Lam Tàu ấy thì chất lượng đồng rất là tốt, tuy nhiên là nếu mà để kích thước của Tàu người ta làm ấy thì lam nó vừa bé này, vừa ngắn này. Đấy. Thì cái âm nó sẽ không được đầm, không được ấm, nghe nó hơi thé thé, để e e ấy. Còn cái lam Việt thì mình cắt theo kích thước của Việt Nam nhưng mà đồng của Việt Nam ấy thì nó lại là một cái loại đồng rất là kém chất lượng. Đồng của Việt Nam thì khá là kém chất lượng, thành ra là thổi thì hay đấy nhưng mà nó lại nhanh hỏng, rất nhanh hỏng. Đấy. Thì ở đây là một loại đồng chất lượng cao. Ở đây là nắng nhỉ, một dây này là 20 cái nhỉ. Cái này là 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Em nhớ cái dây này phải là 20 cái thì là 300 cái. Nhưng mà ở đây mình thấy là có 15 dây nhưng mà một dây ngắn. Rồi, tí kiểm lại xong. Rồi, đi vào nhân vật chính của chúng ta hôm nay là hai cây bạch ngọc. Anh em thấy khung cảnh review của mình nó có chuối không? Tại vì thứ nhất bây giờ là đang buổi trưa. Đang buổi trưa, thứ hai là nhà mình có em bé nhỏ, thế nên là không thể nào làm trong nhà được. Mình phải ra vườn. Ra vườn để quay review cho anh em. Rồi. Cái xé ra đi. Mỗi cây sẽ kèm theo một cuốn sách. Đấy, với cái gì đấy. Đây là cái son, đây là cái pha. Đấy. Mỗi cây sẽ kèm theo một quyển sách. Một quyển sách bọc ở ngoài. Xuống đây. Rồi, mình bật cái son trước nhé. Nói chung là cũng giống như mọi khi thôi. Vẫn vị trí quen thuộc, bằng dung dao ở đây, cây sáo ở đây. Đó. Đấy là những phụ kiện đấy, có que vệ sinh, có khăn lau ở ngoài. Đây, cây sáo thì họ tặng kèm cho hai cái này, để chúng ta kẹp vào. Kẹp vào sáo để bày trên bàn thì nó không bị lăn các bạn nhé. Đấy. Sáo mà nó bị lăn thì nó sẽ rơi. Thì ở đây người ta cho. Đây này. Cái màng rung. À, cái dây treo màu trắng rất là đẹp. Đó. À, cho anh em chiêm ngưỡng cây bạch ngọc của son nhé. Cái bạch ngọc này cầm rất là nặng tay các bạn ạ. Mình so sánh rồi, nó nặng hơn cả sáo DJ trúc bên nữa. À DJ trúc đắng. Còn trúc tím thì mình chưa so sánh nhưng mà khả năng là vẫn nặng hơn. Đấy, trúc đắng trúc tím thì thường là cái hai cái đấy trọng lượng nó bằng nhau.
Rồi bỏ qua cây son nhé, mình đi đến cây pha. Và mình sẽ dán bằng dung thổi cây pha cho các bạn xem. Đấy, BG dòng đại địch này thì ít khi anh em được thấy. Nào, cây pha đâu? Bỏ cây son xuống. Rất là dài, thì gom 2, 4, 80 phân, cái hộp này 80 phân. Lại không giống mọi khi rồi. Nó không có bằng dung với a dao ở đây, không biết là nó để ở dưới không. Nhưng mà nếu mà không thì mình lại phải thêm luôn. À để bằng dung đây. A dao thì dưới nó ăn rồi, a dao đây. Vẫn đầy đủ nha. Ok, đóng hộp phụ kiện thì như thế. Ui, cây sáo cầm khá là nặng. Tôi chưa được treo để đây. Nói chung là cái khung cảnh review thì hơi xấu, anh em thông cảm nhé. Rất to, rất nặng. Cơ bản là như thế. Và mình sẽ dán bằng dung để mình thổi cho anh em nghe cây pha trầm này nhé. Cầm rất thích tay luôn, nặng cực kỳ luôn. Đây, độ dày của nó đây. Độ dày. Bên trong rất là mịn. Bên trong rất mịn luôn, như là kính luôn. Còn bên ngoài thì hơi nhám một chút. Rồi mình sẽ dán bằng dung nhá. Rồi mình dán bằng dung xong rồi các bạn ơi. Cảm giác là thổi rất là thích. Cầm rất là nặng luôn. Thực sự là nó nặng hơn sáo DJ bằng trúc rất nhiều. Âm thanh khá là ok. Thổi thì bởi vì cái chất liệu này nó làm bên trong rất là mịn, thành ra là lên quãng thì mình cảm thấy rất nhẹ. Và cái ngón tay thổi vào thì rung sáu đầu ngón tay. Cảm giác cầm, thứ nhất là cầm nắm, thứ hai là thổi. Đấy, vừa nghe thích mà tay lại rung. Rất là thích.
khá là tốn hơi, bởi vì đây là tông pha trầm mà, xong nó còn dán bằng dung nữa. Thì cái tông pha trầm này lòng khá là to các bạn nhé, nó phải rơi vào tầm 18 ấy, tầm 18 của phải bằng cây tiêu C4 rồi. Nhưng mà Trung Quốc thì họ làm DG luôn luôn là làm lòng to để cho cái âm thanh, cái tiếng rung của màng rung nó sẽ được thoáng, nó dài tiếng. Có lẽ là mình sẽ dừng clip review ở đây nhé. Và chắc là mình sẽ mượn cây này khoảng một hôm để mình làm một bản cover. Các bạn mà có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ mình qua các đường link mình để ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Cây này thì có giá là 1.350.000. Còn cây son, cây son từ son đến dê thì có giá là 1.200.000 các bạn nhé. Rồi, xin chào mọi người nhé.